cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Nhóm thiện nguyện xin được gửi lời chào đến tất cả các bác, quý cô chú, các anh chị cùng tất cả các thân hữu đã đồng hành với chúng tôi từ gần 2 năm qua. Hôm nay chúng tôi xin được gửi thông điệp này đến để thông báo đến tất cả một chương trình giao lưu văn nghệ sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6 thứ bảy tới đây tại nhà hát quân đội số 140 đường Cộng Hòa. Chương trình văn nghệ này chúng tôi rất ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của quý anh chị em nghệ sĩ sau đây: nữ ca sĩ Vân Khánh, nam ca sĩ Phan Nhật Huy, nam ca sĩ Si Luân, nam ca sĩ Lê Minh Trung, nam ca sĩ Hưng Thành, diễn viên điện ảnh Cindy Thái Tài, nữ ca sĩ Ngân Quỳnh, nam ca sĩ Minh Thiện, nam ca sĩ Đồng Quân, nam ca sĩ AT và nam ca sĩ Anh Tài cùng nữ ca sĩ Diễm Phương. Với sự điều khiển chương trình của MC Diễm Quỳnh và đặc biệt có sự góp mặt của ảo thuật gia Thanh Sản, nhóm thiện nguyện chúng tôi rất mong muốn sẽ được sự hưởng ứng của mọi người cũng như các bạn thành viên của Facebook hiện đang sống thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận sẽ đến góp mặt trong chương trình văn nghệ mang đầy ý nghĩa để chúng ta có thể góp gió thêm bão, chia sẻ đến những mảnh đời cơ cực tại vùng sâu vùng xa. Mục tiêu của nhóm thiện nguyện chúng tôi cũng như điểm đến vào tháng 7 sẽ được hướng đến Cư Tề, là một huyện, một thôn xã nằm trong tỉnh Đắk Lắk với trên 200 hộ nghèo. Hoài bão chúng tôi thực hiện những văn nghệ này là ước mong sẽ có được một kết quả kinh tài nhiều hơn số ngân sách mà chúng tôi đã ấn định là 54 triệu, chỉ được đáp ứng cho 50 gia đình. Vì vậy các anh em cũng tình nguyện đã văn nghệ này, hy vọng là sẽ tăng được số quà đó lên cho một số gia đình trong huyện Cư Tê này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như quý lòng quý nhà hảo tâm đã đồng hành chúng tôi bấy lâu và đã dành thời gian nghe thông điệp này. Cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió
cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buông